tính làm phim thôi, tính làm diễn viên thử sao. Làm phim phim chiếu rạp á hả? Không, hay là làm sản phẩm của mình? Làm phim chiếu mạng thôi. MV ca nhạc rồi đó. Làm phim ngắn hả? Phim dài tập, làm phim dài tập. Trên YouTube bao nhiêu tập anh? Web drama ở anh đang làm 15 tập. Trời ơi. 15 tập là rất nhiều tiền. Phim tên gì? Phim tên là Hiếu Bến Tàu. Hiếu Bến Tàu. Một cái cậu này ở dưới bến tàu làm nghề khuân vác. Đúng là khuân vác cá rồi. Thì đúng rồi. Rồi sau đó gặp một mối tình định mệnh. Dạ, nữ chính có chưa anh? Nữ chính có chưa? Đóng xong hết rồi. Có vai mẹ chưa? Quay xong hết rồi, giờ mình chúng chờ ngày phát hành thôi đúng không? Chúc cho Hiếu cái bộ phim Hiếu Bến Tàu sẽ gặp dạ bến xe thành công lúc nào nha.